Chào tất cả mọi người, lại mình Đôn Đinh Chu đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại nhau và ở trong chương trình quảng cáo Facebook dành cho hoạng gà. Các bạn đã trải qua cái chương trình học FAD của mình rồi chứ? Nếu các bạn đã trải qua rồi thì chúc mừng nhé. Các bạn đã đi ra khỏi cái phần gọi là xóa mù. Đấy. Thì đương nhiên sau khi các bạn qua cái lớp xóa mù thì các bạn sẽ lên hạng gà thôi. Và trong chương trình này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về kỹ thuật quảng cáo Facebook Ads dành cho hạng gà. Chúng ta sẽ học những gì với nhau. Thì đây là một vài điểm chính. Nhất, khi các bạn đã đi đến level này thì tức là các bạn đã trải qua những cái phần hết sức là a bờ cờ căn bản trong việc làm quảng cáo Facebook, ví dụ như tạo fanpage, ví dụ như set các cái quảng cáo tương tác, quảng cáo tin nhắn, rồi là các bạn biết cách để spy một cách cơ bản, đúng không? Để biết là những cái quảng cáo đang chạy hay là đối thủ của mình, hay những người kinh doanh trên thị trường của mình, người ta đang kinh doanh những cái gì, đang hoạt động phát triển việc hoạt động kinh doanh ra làm sao. Đấy. Thế thì ở trong cái level này chúng ta sẽ đi sâu với nhau thêm một vài điểm. Thứ nhất là các bạn sẽ cần phải trang bị cho mình thêm nhiều kỹ năng trong việc thiết lập quảng cáo và tạo quảng cáo hơn. Cụ thể là những kỹ năng gì? Các bạn sẽ học thêm một vài cái kiểu mục tiêu chiến dịch khác. Xét những cái campaign với những mục tiêu chiến dịch khác đa dạng hơn. Đó. Ví dụ, các bạn sẽ học cách làm thế nào để mà xét quảng cáo, nhắn tin, nhưng từ các bạn xét trên tin nhắn từ nhiều fanpage, nhưng mà khi đích đến khách hàng trỏ vào thì các bạn sẽ chỉ cần trả lời trên một fanpage thôi. Hay các bạn sẽ học cái cách để xét quảng cáo sao cho các bạn có thể đưa được khách hàng vào trong website thông qua nền tảng Facebook. Đấy, nếu như các bạn bán hàng trên sàn thương mại điện tử hay các bạn có một cái landing page riêng để bán hàng thì các bạn cũng cần nắm được cái cách làm thế nào để mà triển khai được cái việc bán hàng nó hiệu quả hơn thông qua những mô hình quảng cáo này. Tiếp theo, các bạn sẽ cần phải học, các bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn về việc sử dụng tệp đối tượng tùy chỉnh ở trong quảng cáo Facebook, sử dụng những cái yếu tố về đặc tính nhân khẩu học, sở thích hành vi, thông qua đó để tìm ra được một tệp khách hàng phù hợp. Sẽ không có khái niệm target đúng, target sai, cũng không có cái gì gọi là super target ở đây cả. Nhưng các bạn cần phải hiểu rằng thực sự việc tác nghiệp trong quảng cáo nó sẽ bao gồm những yếu tố nào. Đó, tác nghiệp trong Facebook Ads. Thứ ba các bạn cần nắm được đó là làm thế nào để mà tracking và analytics cũng như đo lường hiệu quả của một chiến dịch một cách khoa học và chuyên nghiệp hơn. Đấy, theo dõi và đối sánh để đo lường cũng như đưa ra các cái dự định, các cái nhận định, các cái dự báo cho việc là nên tiếp tục triển khai như thế nào. Tiếp theo các bạn sẽ học cách làm sao để mà tối ưu quảng cáo sau khi các bạn đã có được các cái số liệu trong báo cáo thống kê. Và sau cùng thì các bạn sẽ nắm được cái cách làm thế nào để mà có thể scale up, tức là tăng ngân sách ở mức độ cơ bản. Với những bạn mà chạy ngân sách thấp, tức là khoảng dưới 2.000 đô, 2 đến 3.000 đô một tháng. Đấy. Thì các bạn sẽ scale up như thế nào với quảng cáo của mình mà quảng cáo nó vẫn sẽ giữ nguyên được cái hiệu quả, không bị biến động quá nhiều. Đấy, thì đây là 5 cái điểm chính mà một nhà quảng cáo hạng gà cần nắm được.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học thôi. Let's begin.